Đây là huấn luyện viên trưởng của lớp 11A7, cô Ngô Thị Thanh Nhàn, bà bầu của A7. Đây là trận viên của A7. Xin chào các bạn, xin mời các bạn theo dõi tiếp nội dung thi đấu bóng chuyền nữ khối 11 giữa hai đội vừa giành chiến thắng trong vòng bán kết. Đây là vòng bán kết của hai đội giành chiến thắng trong vòng loại giữa hai đội của khối 11, lớp 11A1 gặp lớp 11A5. Trong khuôn khổ các hoạt động thể thao văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020 do đoàn trường trung học phổ thông B Duy Tiên Hà Nam tổ chức. Đây là một hoạt động diễn ra thường niên và mang tính truyền thống rất nhiều năm tại trường trung học phổ thông B Duy Tiên. Hiện nay thầy Nguyễn Xuân Cường, bí thư, phó bí thư đoàn trường là trọng tài trận thi đấu này, vừa cho hai đội làm thủ tục thi đấu và hiện nay hai đội đang khởi động trên sân để chuẩn bị tiến hành thi đấu. Phía trước màn hình của chúng ta, quay lưng lại màn hình chính là đội hình của lớp 11A1 và phía đối diện chính là đội hình của lớp 11A7. Đây là hai đội bóng có khá nhiều duyên nợ. Đội nào thắng trong trận này sẽ vào trận chung kết để gặp đội bóng lớp 11A9 vừa để thắng trong trận bán kết thứ nhất vừa rồi. Trận đấu bắt đầu thì Nguyễn Đức Cường đã cho lớp 11A1 giành quyền phát bóng trước. Vừa rồi Phạm Huyền Trang đã phát bóng và Ngọc Ánh của 11A7 đã đỡ bóng một có lỗi. Điểm số đầu tiên thuộc về lớp 11A1. Tuy nhiên sau khi giành điểm số đầu tiên thì Phạm Huyền Trang đã lỗi trong pha phát bóng. Hai đội đã săn bằng tỷ số. Ngọc Ánh lớp trưởng lớp 11A7 phát bóng. Vẫn là sự tranh chấp khá lộn xộn trên sân. Điểm số đã thuộc về lớp 11A1. Mười một năm một tiếp tục phát bóng. Mười một đã một tiếp được phát bóng Phạm Huyền Trang. Rồi bóng nó ra ngoài. 4-0, 11A7 phát bóng. Bóng trong sân, trọng tài Xuân Cường rồi đã xác định bóng trong sân. Điểm số quyền phát bóng thuộc về lớp 11A7. Rất may mắn vừa rồi là pha bóng lăn qua lưới, rất may mắn đã mang lại điểm số tiếp theo về cho lớp 11A7. Và đội 7 liên tiếp ghi điểm số quan trọng trong khu thi đấu vừa rồi. Bóng ngoài sân. Ở mỗi một hoạt động thể thao văn nghệ hiện nay trường thì đều nhận được sự cổ vũ không chỉ của hai lớp và những đội đang thi đấu về diễn ra sân mà còn của rất nhiều lớp khác. Dòng đội hoặc những đối thủ của họ, chính vì thế mà mỗi giải trận thi đấu đều rất sôi nổi. Vừa rồi thì
lớp 11A1 đã không đẩy bóng qua lưới được. Linh Chi vừa rồi đã để bóng rơi bên phần sân nhà. Điểm số đã thuộc về lớp 11A7. Và 7 phát bóng. Điền Trang rồi đã không đỡ được pha bóng, pha chuyền bóng của đồng đội. A7 tiếp tục giành điểm. Vừa rồi thì 11A7 đã không thể nào thành công như các bạn được rồi. Điền Trang phát bóng. Trọng tài sân cầu vừa rồi đã cho hai đội thi đấu lại. Do một số sự kiện sự việc lộn xộn trên sân, hai đội xin nhận nào. Điền Trang phát bóng cho 11A1. 6-8. Trọng tài sân trường cho trận đấu tiếp tục. Không được. Vừa rồi mặc dù khá nỗ lực cứu bóng nhưng Ngọc Ánh đã không thể nào cứu được pha bóng vừa rồi. Điền Trang đã được phát bóng. Phía bên sân A7 đấy. Vừa rồi là Ngọc Ánh, lớp trưởng lớp A7. Vận động viên bé đá hay nhất trên sân của lớp 11A7 vừa rồi chính là lớp trưởng Ngọc Ánh. Điền Trang tiếp được phát bóng. Vừa rồi hai vận động viên của 11A7 đã tranh nhau bóng rơi trên sân. Và bảy. Điền Trang tiếp được phát bóng. Vừa rồi vận động viên đội 1 đã nhảy lên cao đập bóng để ghi điểm số cho lớp 11A1. Không được. Vừa rồi các pha xử lý của 11A1 khá lộn xộn nên bóng không qua lưới. Đập bóng khá tốt. Pha đập bóng vừa rồi đã khiến cho Ngọc Ánh của 11A7 đánh bóng ra ngoài sân. Phạm Bình Trang phát bóng. Một A7 đã giành được điểm số và quyền phân bóng trở lại. Ngọc Ánh, lớp trưởng lớp 11A7, Lê Đà đang lê đà phân bóng khá xa. Đưa một không tốt, bóng ra ngoài. Một A7 đã giành điểm số. Ngọc Ánh lại tiếp tục lấy đà phát bóng rất xa ngoài sân. Có vẻ như một pha phân bóng khá mạnh nhưng sắp sửa diễn ra. Bóng láng bay khá khó chịu. Trong sân. Vừa rồi thì các vận động viên mình vào đá 7 đã tưởng bóng ngoài sân đã không đỡ bóng, tuy nhiên thì bóng nó rơi trong sân. Bóng rơi tự do trong sân. A7 giành quyền phát bóng. Ngọc Ánh tiếp tục lấy đà rất là xa để phát bóng. Cái pha phát bóng của Ngọc Ánh thường thường rất là mạnh khi vận động viên này lấy đà rất xa. Bóng tiếp tục rơi trong sân. Ngọc Ánh đã nhiều quyền phát bóng cho đồng đội ở phía 11A7. Bóng trong sân. Vừa rồi đúng một không tốt của 11A1. Tỷ số hiện nay là 14-13 rồi. Bóng ngoài sân, hai bên đã san bằng tỷ số 14 đều.
Như vậy thì còn một điểm số nữa thôi thì hai đội sẽ đổi sân để thi đấu nốt trận đấu còn lại. Thể thức thi đấu của các trận bóng đá chuyền trong khuôn khổ các giải thi đấu thể thao của trường Nhỏ Thông Bê Thị Tiên thường diễn ra đối với cả nam và nữ là một trận đấu với điểm số 31. Sau khi hết 15 điểm thì hai đội sẽ đổi sân để thi đấu tiếp. Như vậy hiện nay thì đội 16 điểm sẽ đổi sân thi đấu tiếp. Hiện nay đội 11 đã 7 dẫn trước điểm số 15-14. Ngọc Ánh tiếp tục phát bóng và lấy đà rất xa để phát bóng. Pha phóng lỏng tay Ngọc Ánh rồi đã ăn điểm trực tiếp. 16-14, hai đội đổi sân, trọng tài Xuân Cường cho hai đội đổi sân để thi đấu. Như vậy thì hiện nay phía trước màn hình của chúng ta là đội hình của lớp 11A7. Ngọc Ánh trong trang phục quần đen áo đỏ đen đang chuẩn bị phát bóng. Lấy đà rất xa. Pha phát bóng vừa rồi của Ngọc Ánh đã rất hiệu lực, rất uy lực và đã ghi điểm. Ngọc Ánh tiếp tục phát bóng, lại lấy đà rất xa. Lại tiếp tục ăn điểm trực tiếp 11-7 với những pha phát bóng đầy uy lực của Ngọc Ánh. Lớp trưởng đang liên tục giành những điểm số quan trọng cho lớp và hứa hẹn là có thể vào trận thi đấu chung kết gặp 11-9. Tiếp tục pha phát bóng thứ tư. Như vậy Ngọc Ánh rồi 3 điểm liên tiếp từ những pha bóng rất xa của mình. Điểm số thứ tư của Ngọc Ánh rồi. Và đây là pha phát bóng thứ năm. Ngọc Ánh tiếp tục lấy đà rất là xa khỏi sân bóng. Phát vào rất mạnh. Bóng ngoài sân. Rất tiếc. Bây giờ thì Huyền Trang của A1 đã được phát bóng. 15-20. Không được rồi. Được rồi, pha lao được dưới lên của vận động viên A7 đã không thành công. 16-20, Huyền Trang tiếp tục phát bóng. Đúng một tốt. Ngọc Ánh. Bóng trong sân. Xuân Cường đến Xuân Cường đã xác định bóng trong sân. Điểm số đã thuộc về lớp 11-7. Vận động viên Huyền Trang của 11-1 tỏ vẻ không bằng lòng. Ngọc Ánh tiếp tục phát bóng. Tuy nhiên thì sau pha lên đà khá xa thì Ngọc Ánh phát bóng tương đối gần. Vừa rồi là pha tranh chấp trên lưới. Tuy nhiên thì vận động viên 11-1 đã đánh bóng chạm tay vào lưới. Và trọng tài Xuân Cường đã xác định điểm số thuộc về 11-7. 22-16, Ngọc Ánh tiếp tục phát bóng từ rất xa. Điểm số trực tiếp luôn. 11-7 đã tiếp tục ghi điểm trực tiếp. Tiếp tục là Ngọc Ánh, lớp trưởng của lớp 11A7 phát bóng rất xa sân. Lớp 11A1 giành điểm. Điểm số thuộc về lớp 11A7. Trọng tài cho đánh lại pha bóng rồi. Ngọc Ánh lớp trưởng lớp 11A7 lại tiếp tục thực hiện quả phát bóng từ rất xa. Không được rồi, sau pha đưa bóng một rất tốt vừa rồi của 11A1 thì 11A1 đã giành được điểm số. Huyền Trang phát bóng. A1
11 tiếp tục giành điểm số tiếp theo, 18 điểm số thứ 18. Rất lúng túng. Tiếp tục điểm số tiếp theo, Huyền Trang tiếp tục phát bóng. Thì Nguyễn Tân Cường trọng tài tiếp tục cho trận đấu tiếp tục. Huyền Trang phát bóng, bóng ngoài sân, điểm số thuộc về 7-11-7. Ngọc Ánh lớp trưởng 11-7 tiếp tục hiện cú phát bóng rất là xa khỏi ngoài sân, rất là xa. Bóng ngoài sân. Vừa rồi 11-1 đã không thể nào đẩy bóng sang được phía bên sân của 11-7. Điểm số tiếp tục thuộc về 11-7. Rất tốt, vận động viên có chiều cao nhất ở sân 11-1 vừa rồi đã ghi được điểm số rất là quan trọng để cho đội của mình. Huyền Trang phát bóng. Lớp 11 giành điểm số, trọng tài Xuân Cường đã xác định lớp 11-1 giành điểm số. Lớp 11 liên tiếp thực hiện những cú đập và sau 3 lần đập thì điểm số đã thuộc về lớp 11-1. Tuy nhiên sau khi ghi điểm thì A1 đã để mất điểm đáng tiếc. Hôm nay M7 giành quyền phát bóng. Bóng ngoài sân. Huyền Trang phát bóng. Ngọc Ánh đánh khá tốt bên sân A7. Bên sân A7 thì Ngọc Ánh lớp trưởng 11-7 là một vận động viên có khả năng chơi bóng khá tốt và lại tốt nhất ở trên sân hiện nay. Tuy nhiên do chiều cao không tốt cho nên trưởng chỉ những quả đệm bóng, vừa rồi là pha đệm bóng rất tốt. Điểm số vừa rồi đã thuộc về lớp 11-7. Ngọc Ánh hiện pha phát bóng từ rất xa. Hiện nay thì còn vài điểm số nữa thôi là lớp 11-7 giành chiến thắng. Không được rồi. Vừa rồi là pha xử lý không tốt của 11-7. Bóng không qua lưới. Huyền Trang phát bóng. Được Linh Chi vừa rồi đã không theo kịp pha bóng vừa rồi. Ngọc Ánh tiếp tục phát bóng. Bóng ngoài sân. Vừa rồi sau pha đập bóng của vận động viên 11-1 thì Ngọc Ánh đã để bóng ra ngoài sân. Huyền Trang phát bóng. Đánh bình tĩnh.
tay Thế Nguyễn Xuân Cường đã bắt lỗi của lớp 11A7. 11A1 đã giành quyền phát bóng với điểm số. Huyền Trang tiếp tục phát bóng. Vừa rồi là pha tranh chấp rất lộn xộn về phía sân của 11A7 và cuối cùng thì 11A1 đã giành chiến thắng trong pha tranh chấp lộn xộn vừa rồi. 11A1 tiếp tục phát bóng. Hiền Trang phát bóng 29 đều. Như vậy hai đội đang tiến rất sát chiến thắng rồi, 29 đều. Vừa là pha cuối cùng không tốt của 11A7. Bóng ngoài sân. Như vậy 11A1 giành chiến thắng với tỷ số 31-29 sau rất nhiều cố gắng nỗ lực, và 11A1 sẽ vào trận chung kết để tranh chấp chung kết, đánh chung kết với 11A9. Xin chúc mừng 11A1.